Sáng thế ký đoạn 23. Sarah qua đời. Abraham mua đồng mặt Pela và chôn Sarah tại đó. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah? Sarah qua đời tại Kiriath Araba, tức là Hebron, thuộc xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Đoạn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hết rằng: ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi, xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Dân họ hết đáp rằng: lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi, sửa chúng tôi. Chúa tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời, hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hết, mà nói rằng: nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta thì hãy nghe lời và cầu xin Ephron con của Soha dùm ta, đặng người nhượng cho ta hang đá mặt Bela ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa. Và Ephron người Hê-tít đương ngồi trong bọn dân hết, đáp lại cùng Abraham trước mặt dân họ hết, vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành mà rằng: không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa. Hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham sắp mình xuống trước mặt một dân của xứ và nói lại cùng Ephron hiện trước mặt dân của xứ đương nghe mà rằng: xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi thì ta mới chôn người chết ta. Ephron đáp rằng: thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Một miếng đất giá đáng 40 siết lơ bạc, mà tôi cùng Chúa thì có giá chi đâu. Xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham nghe theo lời Ephron trước mặt dân họ hết, cân 400 siết lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy cái đồng Ephron tại mặt Bela nằm ngang Mamre, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, có cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, đều có mặt các dân họ hết cùng mọi người đến cửa thành nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng mặt Bela nằm ngang Mamre tại Hebron, thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang các đá đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa.